đường này thôi, không có hàng cái đường âm này nha. Hello, Nam xin chào cả nhà. Rất vui gặp lại cả nhà trên kênh YouTube của Nam nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục những cái ngày còn lại làm cái nhà tiền chế lắp ghép bằng tấm panel nha cả nhà. Ở đây thì các anh đang làm cái phần tiếp cái phần cột và cũng không còn lâu đâu cả nhà. Vài ngày nữa thôi thì cái nhà đã hoàn thiện. Bây giờ thì đang lắp lên các cột và tiến hành để lợp mái tôn ở bên trên. Vì công việc cũng nhiều vào dịp cận Tết cho nên các anh thợ cũng tranh thủ đến đây làm thôi cả nhà, chứ không có làm liên tục. Một hai ngày làm thì lại một hai ngày nghỉ. Nhưng tới thời điểm này thì nhà của mình tới bây giờ thì cũng được có vài ngày thôi và nó cũng gần hoàn thiện rồi. Dự kiến là ngày hôm nay sẽ lợp xong cái mái tôn nha cả nhà. Ở một góc khác thì các anh thợ cũng phải lăn sơn. Ở đây thì mình để cho đảm bảo cho cái việc mà nhà nó được bền hơn thì chúng ta sẽ lăn sơn các cái phần nền, rồi cũng giống như là các cái phần mà kết cấu bằng sơn. Ở đây thì Nam mua cái loại sơn kẽm nha cả nhà. Thì chúng ta sẽ đến các cái hiệu bán sơn, chúng ta mua loại sơn kẽm thì chúng ta sơn trên những cái loại sắt này nó mới dính nha. Còn nếu chúng ta sơn bằng bình thường thì nó sẽ không chắc đâu cả nhà. Sơn này thì chúng ta sẽ pha chung với xăng thơm cho nên là chúng ta vừa lăn qua thôi thì nó đã khô rồi và chúng ta có thể làm các công việc khác. Anh bắt cây ghế để ngóng trong em về. Qua bao mùa xuân em mới lấy chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng, mà sao giờ đây em tươi quá chừng gì ta. Em như hoa hậu anh thưa mấy cầu để đón em, đi trên lưng trâu giá nâu ở trên bờ đê nè. Về nhà mà sống đời mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó quá đã có anh rồi. Bắn con kiến ở trên lầu cao mang trầu đưa lối. Kết dòng nhạc hương quê và bắt DJ lên cho nó nảy. Anh ấy cũng bảo tụi này phô thê, đứng đằng xa mà sao lòng kích địch. Chắc có lẽ là mê, mà nếu thích anh là điều em chắc nịch thì mình còn gì đâu mà chê. Một cù lao xanh chia con nước trôi mình mang hai dòng lỡ khoái. Anh thì nói một tiếng chứ có gì đâu mà lo. Anh thương em mưa nắng dài dầu, mà thương em cực quá nên anh gói đầu sang thương. Em như hoa hậu anh thưa mấy cầu để đón em, đi trên lưng trâu giá nâu ở trên bờ đê nè. Về nhà mà sống đời mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó quá đã có anh rồi. Bắn con kiến ở trên lầu cao mang trầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hết. Chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi mãi gần nhau. Cầu mong là một đời này ta sẽ có em bên cạnh anh là trên thế gian này không còn đau buồn. Và dù giàu sang nhà lầu này hay mái lá, vẫn chỉ yêu mình em. Anh bắt cây ghế để ngóng trong em về. Qua bao mùa xuân em mới lấy chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng, mà sao giờ đây em tươi quá chừng gì ta. Em như hoa hậu anh thưa mấy cầu để đón em, đi trên lưng trâu giá nâu ở trên bờ đê nè. Về nhà mà sống đời mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó quá đã có anh rồi. Bắn con kiến ở trên lầu cao mang trầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hết. Chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi mãi gần nhau. Ông phải đi lên nhảy kết dòng nhạc hương quê và bắt DJ lên cho nó nảy. Anh ấy cũng bảo